đỡ nhiều. 10 phần anh thấy đỡ được mấy phần? Đỡ nhiều rồi, nếu mà nói so với cả cũ thì tôi cảm giác là nó phải 10 phần, phải đỡ được 7 phần. Okay. Nhưng cái nào nó vẫn cứ bị ngứa bên dưới da. Hơi ngứa anh ạ, bởi vì sao? Cái da của anh nó chưa về được như cái da này. Bây giờ nó phải da như da tay em này, anh nhìn này. Đấy, đúng rồi, nó cứ đỏ gắt. Đúng, bởi vì sao? Bởi da anh nó đang rất là mỏng. Nó còn đang yếu như này. Giống như của anh em, như em nói là mình điều trị nó hết sốt, chưa có nghĩa là khỏi. Cái mình... chân của mình cũng tương đối, nó cũng được tương đối như này. Ok, đấy, đấy. Để em điều chỉnh cho nhá anh nhá, của anh đang rất là tốt nhá. Để mình điều chỉnh cho em bảo rồi, sẽ trở về da như bình thường này, xong rồi mình chăm sóc thôi anh nhá. Anh điều trị bao nhiêu nơi rồi còn gì nữa? Điều trị nó thể... Một hôm trước tôi điều trị bác sĩ là tôi còn làm, tôi còn không tin một chỗ nào nữa rồi. Thật sự là không còn tin rồi. Nhớ anh nói gì rồi, ok nhá.